Cường Đồ Câu Hải Hậu Fishing xin kính chào toàn thể anh chị em đam mê muốn câu cá. Thì ngày hôm nay nó có một nô cần ơn, nó có một nô máy câu Nhật về nha anh em nhé. Thì em sẽ lên một cái video để cho anh em xem. Anh em liên hệ mua hàng ở hai số điện thoại 0945629282, 0974170791. Anh em có thể kết bạn Zalo nhé để em có thể cung cấp thêm hình ảnh nếu như mà anh em cần. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video khi mà mới nhất em đang tải lên. Liên hệ mua hàng trực tiếp ở địa chỉ Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định. Đó, ở đây có tất cả bao gồm 4 con máy Nhật nha anh em nhé. 4 con máy dùng để nua và 3 con máy để chuyên để đánh đục. Đấy, thì em sẽ nên chi tiết từng con nhá, kèm mã số, giá tiền. Thì anh em ủng hộ nhá. Đến với con đầu tiên là một con máy câu nục. Đấy, con máy câu nục. Con máy này là con Shimano Power Aero Tweet 3. Tweet 3 thì nó tương đương với cả máy 6000 nha anh em nhá. Đấy, rất là mượt. Đó, rất là mượt. Nó ngoại hình con này đạt tầm khoảng 90% nha anh em nhá. Nó có xước, nó chỉ phước xước ở phần tay quay với cả càng thu cước. Còn ở bên dưới này còn khá là đẹp. Đó, dòng máy nô nông nha anh em nhá. Nô nông chuyên để đánh nục. Nô nông. Thì thông số dây thì con này dây số 2 vào được 300m, dây số 3 vào được 200m, dây số 4 vào được 150m. Tương đương máy 6000 nha anh em nhá. Dành loại máy dòng máy này chuyên dành để cho anh em đánh nục vậy. Đó, đây là phần cối máy và cốt trục con này rất là to nha anh em nhé, cốt trục rất là to. Con này có xả nhanh nha anh em nhá. Xả nhanh nhá, có xả nhanh nhá. Đấy, có xả nhanh. Xả nhanh. Đó. Con máy 6000 này có mã số 1. Mã số 1. Giá là 2,2 triệu. Con máy này được sản xuất tại Nhật nhé anh em nhé. Tweet 3. Power Aero. Tiếp theo là con máy số 2. Cũng một con Power Aero đấy. Đấy, nhưng mà con này là con máy Tweet 5 thì nó tương đương với cả size 8000 nha anh em nhá. Size 8000. Tweet 5 có nghĩa là nô của nó sâu hơn, nô to hơn. Đấy, phần cối này nó chỉ bị xỉn màu đấy anh em nhá, chứ không bị không hề bị mối mòn nhá. Thông số dây thì dây số 4 vào được 250m, dây số 5 vào được 200m, dây số 6 vào được 170m, thì dây số 3 nó vào được cỡ tầm khoảng 300m nha anh em nhá. 300m. Con này chạy tất cả ba con này đều chạy 6+1 bắc bearing nha anh em nhá. 6+1 bắc bearing. Ba con này giống y xì như nhau, nó chỉ khác nô thôi. Nô quả nua của con này có thể nắp được con này, nó có thể trao đổi tất cả nộp nô cho nhau. Đó, rất là mượt. Rất là mượt. Power Aero.
VIP 5. Con này cũng đạt ngoại hình, con này còn mới hơn thì con này một tí nha anh em nhé, nó mới hơn một tí. Mã số 3. Ở mã số 2. Đó, 2300k. Cũng quả do Nhật sản xuất nha anh em nhé, Shimano Power Aero Japan. Tiếp theo là con số 3, một con máy cũng như thế. Nhưng mà tuýp này là tuýp 8 thì nó sẽ tương đương với cả size 12.000 nha anh em nhé, nó sẽ tương đương với cả size 12.000. Thông số dây là dây số 6 vào được 300m thì dây số 3 nó vào được 600m nha anh em nhé. Dây số 3 vào được 600m, dây số 8 vào được 200m, dây số 10 vào được 150m, dây số 5 thì vào được cỡ tầm khoảng 250m. Đó, que số 6 vào được 175m. Hoạt động cũng rất là mượt. Đó, rất là mượt nha, cũng 6 cộng 1 bạc đạn nha anh em nhá, cũng 6 cộng 1 bạc đạn. Đấy, phần này có xước nha anh em nhá. Này nó có bong cái lớp mạ này. Đấy, nó bong cái lớp mạ này nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Đó, phần đây có chảy này. Con máy này có mã số 3, giá là 2,5 triệu. Này chả dính gì nhỉ. Tiếp theo là một con máy cũng của Nhật. Con máy này chuyên để dòng để nua nha anh em nhé, dành để nua. Con này khá là ngon, con này rất là đắt này, ở bên Nhật rất là đắt. Nó sản xuất năm 2005, Shimano Daiwa Brazia, Daiwa Brazia Japan này, size 2500. 2500 của Daiwa thì nó sẽ tương đương với là tầm khoảng 3000 của Shimano nhá anh em nhá, tầm 3000 của Shimano. Con này chạy 9 cộng 1 bạc đạn. Dòng này thì không được phân phối chính hãng, chỉ sản xuất trong nội địa Nhật dùng. Đó. Rất là mượt. Xoay không cũng bị ấy. Thông số là dây P 1.5 nó vào được 200m anh em nhé, 3 vào được 200m. Còn thông số dây cước thì 3 vào được 150m. Thì con máy này bị chầy phía chân này nha anh em nhé, chóc sơn phía chân này. Đấy, chóc sơn phía chân. Nó chỉ ở phía chân thì thôi, còn lại từ phần này lên này thì bị chóc này, còn tất cả từ bên dưới này còn rất là đẹp. Em sắp cho ra tì tay tì vào đây nhiều. Đó. Rất là đẹp nha anh em nhé. Thì con máy này thì nó là tay quay cốt vặn nha anh em nhé. Đấy, tay cốt vặn này. Tay quay cốt vặn. Đó, tay quay cốt vặn. Cốt vặn. Brazia Made in Japan. Con máy này có giá là mã số 4, giá là 2,5 triệu nha anh em nhá, 2,5 triệu. Tiếp theo là một con máy của Shimano, Shimano Twin Power 2500.
Đấy, phù hợp với cả anh em đánh năng C, đánh lua. Máy 2500. Tay quay đổi trái đổi phải, tất cả những con máy này đều được đổi tay đổi trái đổi phải được anh em nhé. Twin Power 2500 Japan này, Made in Japan. Con này mới tầm khoảng 95% nha anh em nhé. Mới tầm khoảng 95%. Đó, mới còn 95%. Đấy, đây là phần cốt máy của nó, cốt trợ lực bi nha anh em nhé, cốt trợ lực bi. Twin Power hoạt động tất cả đều hoàn hảo hết. Vàng bóng. Con 2500 này có giá là 2,2 triệu anh em nhé. Mã số 5, 2,2 triệu. Tiếp theo cũng một con máy như thế, nhưng mà con này là size 2000. Đó, size 2000 cũng cực kỳ hoàn hảo. Shimano Twin Power 2000 Japan. Thông số dây số 3 và được 100m, dây số 2.5 và được 125m. Dây số 2 và được 125m. Đây là thông số cước nha anh em nhé. Thông số cước phù hợp với cả anh em mình nua ISO. Đó. Con máy này có giá là 2 triệu nha anh em nhé. 2 triệu con 2000 này, mã số 6. Còn con cuối cùng là con cơ kate. Con cơ kate này thì em đã làm một cái video riêng để giới thiệu về con cơ kate này rồi. Cơ kate này thì nó một dòng máy dành để cho anh em đánh rích. Đánh rích hoặc đánh nục. Cơ kate. Con này rất là ngon nha anh em nhé. Rất là ngon. Nó còn hộp. Con này tổng trọng lượng là 380g, mắc được rắc 8 cân. PE số 2 và được 300m, PE số 3 và được 200m. Một vòng tay quay thu cước thì anh em có thể thu được 82cm. 10 cộng 1 mặt nạ. Trọng lượng của máy là 380g, giá trên kệ của Nhật là giá trên kệ của Nhật là 9.040.000 yên. 9 triệu. Đấy, 49 triệu. Còn con máy này em đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em nhé. 5,5 triệu. Cơ Takate Make in Japan. Tất cả mấy con máy ở đây đều là máy Nhật hết nha anh em nhé. Cơ kate HD Custom. Đó. Rồi anh em liên hệ mua hàng ngay số điện thoại 0945629282 nhá. 0947 0947 0974170791. Đó, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Chúc anh em có một buổi lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vui vẻ.